Đến video tiếp theo của mình nhá. Tôi sẽ quay các bạn xem cái cảnh đua quay ngày hội trên vùng cao Tây Bắc này nhá. Của người dân tộc áo đen. Bất trí đó. Đây là một đứa em xinh gái. Đang đứng xếp hình để đợi nhau không người đi. Còn các em hoa hậu không? Đứa trẻ con đang chạy đuổi nhau. Bên kia là một đám thanh niên của đàn gái. Biết. Anh ơi trời quá. Các em toàn những người có vợ có chồng rồi, có những người chưa chồng. Ta đi quay để kiếm một người bạn, người đời mới tốt nhất để bắt về nhà. Đây á. Hai đứa này á. Bọn em mấy đứa đang đu nhá bạn nhá. Xinh gái dễ thương nhá. Các chị em đang dẫn đàn con đi theo. Rất đông vui. Các chú xã yêu. Còn mũ ở dưới kia nữa cơ, rất đông rồi. Gọi theo chân mình đi quay nhá. Các bạn nhờ. Khá đông vui các bạn nhá, giờ chưa giờ cao điểm đâu. 4 giờ tối mới giờ cao điểm, mới hơn 4 giờ, mất hơn 3 giờ thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Video mình kết thúc tại đây tại vì đông người không phải xem quay nhiều. Xin chào.